Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khi bước vào căn phòng biệt giam, có lẽ mỗi tử tù đều nhận thức được án tử sắp diễn ra với mình và việc phải đối diện với nó thế nào. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam luôn rất công bằng và nhân đạo, đã có không ít tử tù bỗng thoát khỏi án tử ở phút cuối đời. Trần Hà Duy, sinh năm 1989, thường trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Phạm nhân hiện đang thụ án chung thân tại phân trại 3, trại giam Thủ Đức Z30D, Tổng cục 8, đóng tại Hàm Tân, Bình Thuận, vốn đã có thời gian khá nổi tiếng bởi những tình tiết tội trạng của cô và em gái, nhất là vụ xử án chị em Duy ở cả hai cấp tòa sơ thẩm, phúc thẩm. Điều đáng nói, ở cấp sơ thẩm, ngày 27 tháng 3 năm 2012, Duy bị tuyên án chung thân vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy, với số lượng ma túy vận chuyển qua đường hàng không rất lớn, hơn 7,5 kg. Và em gái của Duy là Trần Hạ Tiên, sinh năm 1991, chịu mức án 20 năm tù về cùng tội danh. Hiện Tiên đang thụ án tại trại giam An Phước, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử đồng tình với kháng nghị của Viện Kiểm sát và tăng mức hình phạt lên tử hình đối với Trần Hà Duy. Từ đây, hành trình của người cha chị em Duy, ông Trần Văn Tường, sinh năm 1964, thường trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, đã cầm đơn đi gõ cửa nhiều cơ quan đơn vị ở Trung ương và địa phương, để mong sao có một phép màu nào đó có thể giúp con ông thoát khỏi mức án tử nghiệt ngã. Theo lời của ông thì, ông cầm đơn đi kêu cứu nhiều nơi bởi ông vẫn còn chút niềm tin rằng tôi nghĩ các con tôi tham gia vào việc vận chuyển hàng mẫu, bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình khó khăn và với mong muốn đỡ đần cha mẹ. Nếu không vì cái đói, cái nghèo bám riết, đeo đẳng và niềm tin bồng bột của Duy là không làm điều gì vi phạm pháp luật, thì có lẽ các con của tôi đã không bị gài bẫy và bị khống chế bởi những kẻ tội phạm xuyên quốc gia với thủ đoạn và phương thức hoạt động hết sức tinh vi và xảo quyệt. Thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình ông và cá nhân hai đứa con gái của ông, một nhóm cựu chiến binh huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, nguyên quán của vợ chồng ông, đã cùng ký vào đơn gửi Chủ tịch nước cứu xét tha tội chết cho Duy. Đồng thời, một nhóm hơn 20 sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, trước khi bị bắt, chị em Duy là sinh viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, cũng có đơn kêu cứu gửi Chủ tịch nước xin ân giảm án cho Duy. Đặc biệt còn có cả đơn xin ân giảm hình phạt tử hình cho Duy của hai cựu tù Côn Đảo, cũng là hai chị em ruột Thiều Thị Tạo, ngụ quận 2 và Thiều Thị Tân, ngụ quận 12. Bà Tân là chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật Việt Võ Đảo thuộc quận 12, cũng là thầy dạy võ của Duy. Cuối cùng, phép màu đã thành hiện thực. Sau khi xem xét mọi khía cạnh của vụ án, để thể hiện chính sách nhân đạo của nhà nước, Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị và Chủ tịch nước đã ra quyết định ân giảm hình phạt tử hình cho Trần Hà Duy xuống tù chung thân tháng 7 năm 2013. Gặp Duy tại phân trại 3, trại giam Thủ Đức, sau mấy năm thụ án tại đây, Duy nhìn khỏe mạnh, tươi tỉnh và theo đánh giá của các cán bộ quản giáo, Duy là một phạm nhân tích cực cải tạo, tham gia vào phong trào của trại. Kể lại hôm được thông báo việc được ân giảm án từ Chủ tịch nước, đôi mắt Duy ánh lên niềm vui tột độ. Một ngày như mọi ngày, khi tôi được kêu ra làm việc với cán bộ, có một cán bộ đã cầm tờ giấy và khi anh ấy vừa đọc những dòng chữ đầu tiên thôi, tôi đã bật khóc vì cảm xúc vỡ òa, vì biết rằng tôi đã thỏa nguyện ước muốn được tiếp tục sống. Tôi coi đó như ngày mình được sinh ra lần thứ hai. Để có được niềm vui đó, tôi thực sự cảm ơn tất cả những thầy cô, các bác và cha mẹ tôi, những người đã không từ bất cứ gian khổ nào để kêu cứu cho tôi. Chia sẻ về những ngày mang án tử hình trước khi được ân xá, Duy nghẹn ngào bộc bạch về thời gian trong buồng giam một cách khá lãng mạn. Dù biết rằng ở hoàn cảnh đó cũng khó mà có thể suy nghĩ nhẹ nhàng được. Mỗi sáng sớm từ trong phòng giam, khi nghe được tiếng chim hót là tôi biết lúc bắt đầu một ngày mới và tôi lại có thêm một ngày nữa được sống. Theo lời Duy thì một năm mang án tử ở trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng thời gian đầy đau khổ cùng cực của cô, nhưng vẫn luôn khát khao được sống. Trong những ngày tôi bị giam cầm như thế, tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều với bố mẹ, với các em, chỉ vì sai con đường
mà tôi tự hủy hoại bản thân, tương lai và những kỳ vọng mà cha mẹ dành cho mình. Hàng đêm trong giấc ngủ, tôi thường bị ám ảnh với những giấc mơ thật đẹp. Tôi được mặc bộ lễ phục cử nhân, tốt nghiệp ra trường. Nhưng khi mở mắt ra, xung quanh tôi là bốn bức tường. Cảnh vật xung quanh làm cho tôi ớn lạnh. Những người giam xung quanh tôi đều là những tử tù. Liệu đêm nay hay sáng sớm mai, một trong số chúng tôi, ai sẽ là người ra đi? Mỗi ngày tôi đều phải trải qua cảm giác kinh khủng như vậy. Thực ra, Duy đã từng có một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê và trên hết, Duy từng được sống trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, là chị cả của ba đứa em thơ. Nhưng rồi, Duy đã tự đánh mất tất cả chỉ trong tích tắc. Đáng buồn hơn là chính Duy đã kéo em gái của mình cùng vướng vào vòng lao lý. Đây có lẽ là điều mà Duy luôn đau đớn, dằn vặt nhất. Tôi muốn sống để sám hối, chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra. Tôi còn đau đớn hơn khi nghĩ về em gái, một người mà tôi rất mực yêu thương. Em gái tôi ngoan lắm và nó học cũng rất giỏi. Mà chính tôi đã tự tay vứt bỏ tất cả và còn kéo theo em tôi xuống vực thẳm. Phải nhắc lại đôi dòng về vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia gây sự chú ý đặc biệt này. Vụ án được phanh phui bắt đầu từ sự việc lúc 22 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2011. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan sân bay phát hiện dưới đáy vali của Trần Hạ Tiên đi chuyến bay QR688 từ Doha về Việt Nam có chứa hơn 4kg ma túy, chất methamphetamine. Ngay trong ngày hôm sau, Duy đã tới cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú vì liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển ma túy của Tiên. Duy khai, năm 2007, Duy tình cờ quen một người tên là Francis, quốc tịch Kenya và được tên này khoe rằng hắn là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu quần áo, giày dép có chi nhánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Giữa tháng 8 năm 2010, Francis điện thoại cho Duy, nói rằng công ty của hắn đang cần người đi vận chuyển hàng mẫu là quần áo, giày dép từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Thời gian này do bận học nên Duy từ chối. Nhưng 2 tháng sau trong một lần gặp gỡ, Duy đã đồng ý vận chuyển. Bản thân Duy thừa nhận chính số tiền mà Francis trả cho cô sau các lần ra nước ngoài đã khiến cô mất cảnh giác. Sau này, khi gác tay lên trán suy nghĩ lại, tôi thấy phải chăng đồng tiền đã làm mờ mắt nên tôi cứ nhắm mắt đưa chân và bỏ đi những hoài nghi trong lòng mình. Số tiền 500 đô la tương đương với 10 triệu đồng trong lần đầu vận chuyển và những chuyến đi xa hơn được trả 1.000 đô la. Thời điểm đó số tiền đó rất cao so với thu nhập tôi kiếm được từ việc đi làm thêm, dạy gia sư, làm bán thời gian. Vì thế, chính sự cám dỗ từ số tiền đó mà Duy tình ngay lý gian rơi vào cạm bẫy của những kẻ buôn bán, tổ chức vận chuyển ma túy chuyên nghiệp. Những ngày trong trại giam, giá như, ước gì, là những từ mà Duy nghĩ đến rất nhiều lần. Cô ước mong có thể quay trở ngược lại thời gian, và giá như ngày ấy cô có đủ mạnh mẽ, bản lĩnh và sáng suốt hơn nữa để bước qua được những cám dỗ, thì giờ đây có lẽ cô sẽ không phải khoác trên mình bộ quần áo của phạm nhân như thế này. Trải qua tận cùng nỗi đau, tuyệt vọng và những day dứt, ân hận, Duy phần nào hiểu thêm giá trị của cuộc sống, của tự do, của tình thân ruột già máu mủ. Mong ước lớn nhất của cô gái này là được sớm giảm án để có cơ hội quay về với gia đình và hòa nhập với xã hội để bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra. Vào sáng ngày 23 tháng 5 năm 2018, người dân tại ấp Đông Thành phát hiện một xác chết trôi sông. Ông Lê Văn Dê, chủ đò ngụ tại địa phương cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 23 tháng 5, tôi đang đưa nhiều phụ huynh để đi họp tại trường tiểu học Đông Thuận. Một lúc sau, chúng tôi hoảng hồn khi phát hiện một xác chết nổi cạnh đám lục bình nên báo công an xã. Nạn nhân được xác định là bà CTN, 51 tuổi, ngụ ấp Đông Thành, xã Đông Thuận, bị chém nhiều nhát ở vùng đầu, mặt và ngã xuống nước dẫn đến tử vong. Ngay khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Thới Lai và các phòng nghiệp vụ công an thành phố Cần Thơ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an đã khám nghiệm, phát hiện vùng đầu và mặt nạn nhân có vết chém. Theo chủ bến đò, trước khi thi thể được phát hiện,
gia đình nạn nhân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Con trai của nạn nhân cho biết, hôm xảy ra vụ việc, chồng nạn nhân có gọi cho con gái thông báo đã giết vợ và ném thi thể xuống sông. Chị N sống bằng nghề đưa đò qua sông, gần đây chị N và chồng xảy ra mâu thuẫn và đã nộp đơn ra tòa xét xử ly hôn vào ngày 6 tháng 6 tới đây. Chồng của nạn nhân tên Huỳnh Kim Thiện, sinh năm 1965, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, là nghi phạm chính trong sự việc. Sau khi xảy ra sự việc, chồng chị N cũng không có mặt tại địa phương. Cơ quan công an đang điều tra và truy bắt thủ phạm gây án. Khoảng 0 giờ ngày 27 tháng 5, Thiện chạy xe máy, quay về nhà thì lực lượng công an phát hiện truy đuổi. Gã bỏ chạy đến địa phận tỉnh Hậu Giang và chạm với xe máy khác gây tai nạn. Theo đó, ông Thiện bị trinh sát bắt giữ vào sáng 27 tháng 5 khi đang lẩn trốn ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Ông này có ý định đâm đầu vào xe tự tử và được công an ngăn chặn kịp thời. Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết. Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Công an thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã có quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Kim Thiện để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân N được phát hiện trong tình trạng đã tử vong, nhiều vết thương chí mạng ở trên người. Lý do gì khiến ông Thiện lại ra tay tàn độc với người vợ đầu ấp tay gối của mình đến như vậy? Phải chăng còn uẩn khúc phía sau đó? Đối với các điều tra viên, lời khai của ông Thiện về nguyên nhân cũng như hành vi giết vợ khiến ai nấy đều rùng mình khiếp sợ. Theo kết quả điều tra, Thiện và bà Cao Thị N, 51 tuổi, là vợ chồng sinh sống tại ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. Hai vợ chồng làm nghề đưa đò trước cửa nhà để sinh sống. Khoảng năm 2016, ông Thiện và bà N thường xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Người chồng cho rằng vợ ngoại tình với người khác. Cũng do mâu thuẫn này, ông Thiện đã hai lần dùng xà beng đánh gãy tay và dùng dao cắt tay phải bà N. Vì vậy, vào khoảng tháng 12 năm 2017, Thiện và bà N đã làm đơn ly dị. Tòa án đã tổ chức hòa giải một lần nhưng không thành. Trong thời gian chờ ra tòa giải quyết thủ tục, ông Thiện và bà N ly thân nhưng vẫn sống chung nhà. Khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2018, bà N bị bệnh nên phải thuê xe ôm chở đi khám ở huyện Ô Môn. Thiện bắt gặp vợ đi với người đàn ông lạ nên Thiện ghen tuông. Chiều cùng ngày, bà N đi khám bệnh về, Thiện lại tiếp tục gây chuyện nên bà tức giận bỏ xuống đò, đậu ngay bến sông ngủ qua đêm. Ông Thiện cầm con dao, kêu bà Cao Thị Ánh Nguyệt, chị ruột bà N, nhà ở cạnh bên, đến nói: "Em đi ra rình nó." Tức bà N, thằng nào mà chở nó là em đâm chết hai người luôn, chứ đừng nói một người. Nói xong, ông Thiện ném con dao xuống đất và lấy xe bỏ đi khỏi nhà. Đến 16 giờ cùng ngày, ông Thiện quay lại nhà tiếp tục cự cãi với bà N, nhưng được mọi người can ngăn. Bà N ở dưới đò đưa khách qua bên sông như bình thường. Đến khoảng 0 giờ sáng ngày 23 tháng 5, bà Nguyệt và chồng nghe tiếng la của bà N nên chạy sang chiếc đò nơi bà N thường đưa đón khách. Tại hiện trường, có nhiều vết máu, người thân đều không thấy ông Thiện và bà N nên trình báo cơ quan chức năng. Đến gần 3 giờ sáng, ông Thiện gọi cho người con đang làm lái xe tại thành phố Hồ Chí Minh, nói: "Tao đập mẹ mày rồi, tao đạp xuống sông luôn rồi, tao không có giấu ở đâu hết." Sau đó, ông Thiện tiếp tục gọi cho đứa con thứ hai nói: "Tao đang lên mày nè." Đứa con ông Thiện làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi cúp máy. Đến 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5, người dân phát hiện xác của bà N nổi tại bến đò trường mầm non Đông Thuận, cách bến đò của bà N 1,9 km. Kết quả khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ dưới gầm giường nhà nạn nhân một cây búa dài 38 cm bằng cán gỗ, hai mặt lưỡi búa có dính vết màu nâu nghi máu, quần áo ông Thiện, các vết máu nơi bà N ngủ tại đò. Đến hơn 7 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện xác chết của bà N nổi tại bến đò trường mầm non Đông Thuận, cách bến đò của bà N gần 2 km. Kết quả khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ dưới gầm giường nhà nạn nhân một cây búa dài 38 cm bằng cán gỗ. Hai mặt lưỡi búa có dính vết máu, khám nghiệm tử thi phát hiện trên người nạn nhân có 18 vết thương, trong đó có 8 vết thương ở vùng đầu gây đứt xương sọ và xương gò má. Khả năng hung khí là cây búa gây ra. Vùng ngực, tay
chân, nạn nhân bị rách da và bầm tụ huyết. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, nạn nhân tử vong do ngạt nước. Theo cơ quan điều tra, sau gần 4 ngày lẩn trốn, khoảng 0 giờ ngày 27 tháng 5, ông Thiện quay về thăm mộ của bà Nga thì bị trinh sát phát hiện. Ông Thiện lấy xe máy bỏ chạy đến thị trấn 1000, huyện Châu Thành A, Hậu Giang thì va quẹt với một xe khác và bị bắt giữ sau đó. Tại cơ quan công an, ông Thiện khai do ghen tuông nên đã dùng búa chém nhiều nhát vào đầu bà Nga, làm bà ngã xuống sông dẫn đến tử vong. Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Kim Thiện, 53 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ về tội giết người. Tại phiên tòa, do bị cáo lãng tai nên hội đồng xét xử cho phép người bạn của bị cáo ngồi kế bên để truyền đạt lại lời của tòa, viện kiểm sát, luật sư cũng như những người liên quan. Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch là do bị cáo thấy một người đàn ông lạ mặt cho tiền vợ, nổi máu ghen nên bị cáo đã giết vợ. Đại diện viện kiểm sát nhân dân cho rằng chỉ vì ghen tuông, vợ không chịu lên nhà ngủ mà bị cáo đã nhẫn tâm sát hại vợ. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng con người được pháp luật bảo vệ là đặc biệt nguy hiểm, không có khả năng cải tạo. Do đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, khi gây án thần kinh của bị cáo không được bình thường, vì thế đề nghị tòa cho bị cáo đi giám định tâm thần. Sau khi nghị án, tòa quyết định tạm hoãn chờ kết quả giám định tâm thần đối với bị cáo Thiện. Kết quả giám định pháp y tâm thần của Công an thành phố Cần Thơ cho thấy do ảnh hưởng của chiến tranh, bị cáo Thiện bị tổn thương thính lực nặng với tỷ lệ 50%. Trước, trong và sau khi gây án, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Cơ quan chức năng xác định Thiện chỉ bị tâm thần dạng nhẹ, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định. Do đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thiện mức án tù chung thân. Hội đồng xét xử cho rằng chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, Thiện đã đăng tâm sát hại một cách dã man người vợ chung sống nhiều năm. Tội ác của Thiện là không thể dung thứ, cần xử lý nghiêm minh để cảnh báo cho những kẻ xem thường pháp luật. Lý Hồng Đào sinh năm 1966 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Từ nhỏ có thành tích học tập xuất sắc. Năm 14 tuổi, Đào giành giải nhì cuộc thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia, nhận danh hiệu thanh niên ưu tú. 4 năm sau, Đào thi đậu khoa điện tử của Đại học Chiết Giang. Sau khi tốt nghiệp, Đào đến thành phố Côn Minh cùng bạn gái, được phân công làm việc trong một xí nghiệp quốc doanh có chế độ phúc lợi tốt. Không bao lâu sau thì kết hôn. Vốn có cuộc sống yên ả tốt đẹp, nhưng Đào không thỏa mãn với quỹ đạo nhàm chán. Ngày nào cũng như ngày nào, anh ta bắt đầu ngoại tình với nữ sinh viên. Khi việc bại lộ, hai vợ chồng cãi vã gay gắt, khiến Đào không còn thiết tha với đời sống tình cảm, thậm chí nảy sinh tư tưởng chán đời. Dưới sự khuyên nhủ và động viên của bạn bè, Đào dồn tâm huyết vào sự nghiệp. Muốn khởi nghiệp nhưng thiếu vốn, Đào nghĩ ra cách kiếm tiền phạm pháp. Anh ta làm giả con dấu của một công ty, lừa ngân hàng chuyển khoảng 80.000 nhân dân tệ, một số tiền rất lớn vào năm 1990. Thấy kiếm tiền quá dễ dàng, Đào không muốn khởi nghiệp nữa mà tiếp tục đi lừa đảo. Tuy nhiên lần này anh ta bị giám đốc ngân hàng phát hiện điểm đáng ngờ trong hợp đồng. Cha ra Đào là kẻ giả mạo nên báo cảnh sát. Chỉ 2 ngày sau khi bị bắt, Đào tự mở khóa còng tay, bỏ trốn khỏi đồn nhân lúc cảnh sát đang ăn tối vào ngày 18 tháng 4 năm 1992. Anh ta không cao chạy xa bay ngay mà về nhà lấy bộ dụng cụ sửa chữa điện tử chế. Sau đó, Đào ngồi tàu hỏa rời Côn Minh đến Quý Dương. Đang chạy trốn cảnh sát nhưng Đào không giữ kín hành tung, tiếp tục gây án ngay khi đến Quý Dương. Ngày 26 tháng 4 năm 1992, mục tiêu của anh ta là chiếc Audi nhập khẩu, giá trị xa xỉ, cả thành phố có không đến 5 chiếc. Nhìn thấy xe đậu bên đường, Đào lập tức bị mê hoặc. Không dùng gậy, đá đập vỡ cửa kính để lấy xe như những tên trộm khác, Đào lặng lẽ đứng đợi chủ xe ở góc đường suốt 5 tiếng đồng hồ. Sau đó anh ta chủ động tới gần bắt chuyện cùng chủ xe, tỏ ra rất hiểu biết về chức năng của xe, thậm chí mượn được chìa khóa để xem trong nửa phút. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, Đào đã ghi nhớ kích thước và cấu trúc bánh răng của chìa khóa.
Tối đó anh ta làm ra một chiếc chìa khóa khác giống hệt dựa trên trí nhớ. Nửa đêm, Đào tìm đến nhà chủ xe theo địa chỉ dò hỏi được khi trò chuyện, dễ dàng lái chiếc Audi đậu bên ngoài đi. Sau vài ngày lái xe, Đào thấy chán nên đã bỏ xe lại sau khi đến thành phố Nam Ninh, Quảng Tây. Suốt một tháng sau đó, Đào không còn hứng thú với những chiếc xe đắt tiền mà chơi ngông trộm cả xe cảnh sát, lái ngược về Côn Minh. Lúc này, anh ta đang bị cảnh sát Côn Minh truy nã nhưng vẫn muốn về chốn cũ chỉ vì nhớ nhung người tình. Khi đang hẹn gặp tình nhân ở khuôn viên đường đại học ngày 19 tháng 6 năm 1992, Đào bị cảnh sát bao vây bắt. Sau khi bị bắt, Đào khai quá trình chạy trốn. Do địa bàn liên quan quá rộng nên cảnh sát phải mất 2 tháng để xác minh. Trong thời gian này, Đào thấy buồn chán vì bị nhốt trong trại tạm giam, bắt đầu tìm cách lấy lại tự do. Anh ta nghiên cứu kết cấu của trại tạm giam và chuẩn bị cho cuộc vượt ngục thứ hai. Vì từng trốn tù, Đào được cảnh sát đặc biệt chú ý. Mọi hành tung đều bị giám sát. Đào xúi giục hai bạn tù đào xuyên bức tường mỏng của phòng giam chỉ trong 4 ngày. Đồng thời anh ta cố ý tiếp cận cán bộ quản giáo, tìm cơ hội quan sát chìa khóa trại giam trên người quản giáo, sau đó khắc lại trên thanh tre. Nhờ đó Đào thành công vượt ngục vào tối 16 tháng 11 năm 1992. Nhưng hai đồng bọn của anh ta không may mắn thoát khỏi cảnh sát đi tuần. Sau khi đào tẩu, Đào trốn đến thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Anh ta trộm một chiếc Peugeot bằng chìa khóa giả, nhưng phát hiện ra xe bị hỏng. Không từ bỏ chiếc xe mình thích, Đào giả vờ là chủ xe, nhờ người qua đường giúp đẩy xe đến tiệm sửa. Chủ tiệm phát hiện thiết bị khởi động của xe bị hỏng. Thời điểm đó ô tô thường sử dụng động cơ có chổi than, vốn bị hao mòn theo thời gian. Sau khi tìm ra nguyên nhân, chủ tiệm chỉ cần thay motor là xe có thể chạy bình thường. Nhưng Đào đã mất đi hứng thú ban đầu. Vài ngày sau, anh ta cố tình lộ dấu vết để cảnh sát tìm ra, bị bắt lần 3 vào ngày 8 tháng 12 năm 1992. Đào thay đổi suy nghĩ sau khi nghe lời nói của chủ tiệm sửa xe. Anh ta nảy ý tưởng chế tạo động cơ không chổi than, khắc phục nhược điểm của động cơ có chổi than hiện tại. Để thực hiện ý tưởng, Đào chọn nhà tù làm nơi nghiên cứu vì ở đây không lo bị cảnh sát bắt, cũng không cần lo ăn uống hay bị ai làm phiền. Trước đây, động cơ không chổi than được độc quyền bởi công nghệ Nhật Bản. Các công ty Trung Quốc bị hạn chế bởi bản quyền sáng chế. Nếu có thể tự phát minh ra động cơ không chổi than thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Sau khi xem xét tính khả thi, lãnh đạo cảnh sát Côn Minh phá lệ chấp thuận yêu cầu của Đào, cung cấp cho anh ta một nơi thí nghiệm đơn giản. Nhưng khi còn chưa phát minh ra động cơ mới, Đào bị đưa ra xét xử và bị phán tử hình vì tội lừa đảo, trộm cắp, bỏ trốn. Ngày 1 tháng 11 năm 1993, sau phiên tòa phúc thẩm, vào tháng 12 năm 1993, tòa phê chuẩn bản án tử hình của Đào, thi hành án trong 7 ngày. Trong thời gian đợi thi hành án, Đào vẫn không ngừng nghiên cứu, đồng thời ghi chép lại tài liệu với mong muốn có người kế tục sau khi anh ta chết. Thấy nỗ lực của Đào, lãnh đạo trại giam báo cáo lên cấp trên để cung cấp cho anh ta đầy đủ phương tiện thí nghiệm, không bị còng tay chân, đồng thời mời một số chuyên gia đến hướng dẫn. Ngày 31 tháng 12 năm 1993, ngay trước ngày hành quyết, cuộc thử nghiệm của Đào thành công. Giám đốc trại giam lập tức viết báo cáo yêu cầu dừng thi hành án với Đào, gửi đến Cục Công an thành phố Côn Minh. Được Cục trưởng phê duyệt và hỏa tốc trình lên Tòa án Nhân dân tỉnh Hồ Nam. Tòa chấp nhận sau khi nghị án. Đào chế tạo thành công động cơ kích từ không chổi than đầu tiên ở Trung Quốc. Dù chưa thể hoàn toàn thay thế động cơ không chổi than của Nhật Bản, Đào đã giúp đẩy trình độ của Trung Quốc trong lĩnh vực này lên một bước tiến lớn. Đào được tòa sửa đổi án tử hình thành tử hình treo vào ngày 16 tháng 3 năm 1995. Cùng năm, động cơ kích từ không chổi than do Đào phát minh giành được giải vàng của triển lãm phát minh sáng chế Trung Quốc lần thứ 5 và hạng nhất cuộc thi phát minh sáng chế xuất sắc của tỉnh Hồ Nam. Ngày 25 tháng 12 năm 1997, Đào được sửa án thành 17 năm tù. Ngày 25 tháng 7 năm 2000, Đào nhận được 3 bằng phát minh sáng chế và 3 bằng sáng chế cho các mô hình tiện ích, được giảm 2 năm tù. Ngày 1 tháng 7 năm 2002, bản án của Đào được giảm thêm 1 năm rưỡi. Năm 2009, Đào được trả tự do. Một trong những phát minh được nhiều người biết đến của Đào là thế hệ thẻ thông minh đầu tiên ở Trung Quốc. Ngoài ra, dựa trên kinh nghiệm 2 lần vượt ngục, Đào còn thiết kế một hệ thống giám sát công nghệ điện tử giúp nâng cao chỉ số an ninh của các trại giam. Sáng 1 tháng 4 năm 2005, Tòa án Nhân dân huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc diễn ra buổi hành quyết một cặp đôi nam nữ.
trong đó có nữ sát nhân Tất Lệ Mai. Địa điểm hành quyết là dưới một ngọn núi cách thành phố không xa. Cảnh sát căng dây để ngăn mọi người không tiếp cận quá gần nơi xét xử. Từ sáng sớm, nhiều người từ khắp mọi nơi đã đến buổi xét xử. Trong đó có những người vì muốn chứng kiến vẻ đẹp của nữ sát nhân người Cáp Nhĩ Tân, cũng có người muốn tận mắt chứng kiến Tất Lệ Mai đền tội với người đã khuất. 11 giờ trưa, hội đồng xét xử đến pháp trường, Tất Lệ Mai cũng được áp giải theo. Tất Lệ Mai cao rong ròng, dáng người mảnh mai, mái tóc đen mượt nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên, khuôn mặt của nữ tử tù đã không còn sức sống như trước nữa. Sau khi buổi hành quyết được diễn ra, cảnh sát đã chụp lại hai thi hài rồi đưa vào túi mang đến nhà hỏa táng. Cha của Tất Lệ Mai, Tất Vũ Cường, đã đợi sẵn ngay cửa nhà hỏa táng. Sau khi thấy thi thể con gái, ông gào lên khóc. Tất Vũ Cường đã thuê một người đến để trang điểm cho con gái của mình trước khi hỏa thiêu. Gia đình họ Tất đang đứng ngoài khóc lóc đau khổ, đợi nhận tro cốt của con gái mình, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét sợ hãi vang lên. Tò mò nên cả cảnh sát và gia đình họ Tất đã kéo vào bên trong. Họ đều sững sờ khi thấy Tất Lệ Mai đang ngồi trên bàn, phía sau gáy vẫn còn dính một chút máu. Cảnh sát nhanh chóng gọi một đội pháp y đến nhà hỏa táng vì nghi ngờ đây là một phản ứng của cơ thể sau khi chết. Tuy nhiên, khi nhân viên pháp y gọi tên, Tất Lệ Mai mấp máy miệng, đôi mắt không giống như một người đã chết. Vài phút sau, họ còn nhìn thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt của nữ tử. Cha mẹ Tất Lệ Mai thấy sĩ quan cảnh sát rút súng ra, đưa lên trước trán của Tất Lệ Mai, liền khóc lóc gào thét, van xin họ. Nếu con tôi vẫn có thể sống sót qua buổi hành hình, thì có lẽ nó không nên chết. Tôi xin các anh đừng giết con tôi thêm một lần nữa. Hãy để tôi thế chỗ con, hãy cho tôi chết thay con tôi, hãy tha cho nó. Tuy nhiên, từ xưa đã vậy, giết người đền mạng, luật pháp luôn xử đúng người đúng tội. Tất Lệ Mai không thể được sống. Một lần không thể chết, ắt hẳn phải có lần hai. Tất Lệ Mai trước sau gì cũng phải thi hành bản án của mình. Nhân viên pháp y đỡ Tất Lệ Mai nằm xuống. Ngay khi vừa đặt lưng, sĩ quan cảnh sát liền bắn hai viên vào đầu của nữ tử tù. Tiếng súng vang lên, hòa lẫn với tiếng than khóc của người mẹ Tất Lệ Mai. Tất Lệ Mai mở miệng nhưng không phát ra thành tiếng. Cô ta chỉ gật đầu. Hóa ra đầu lưỡi của nữ phạm nhân bị tổn thương nên không thể nói chuyện, nhưng cô ta vẫn sống. Lúc này, tất cả các thành viên trong gia đình Tất Lệ Mai quỳ xuống trước mặt vị thẩm phán và năn nỉ. Tất Lệ Mai không chết khi hành hình, chứng tỏ Tất Lệ Mai không nên chết. Tuy nhiên, mặc người nhà năn nỉ hết lời, cơ quan chức năng vẫn quyết định thi hành án lần hai. Tại lò hỏa táng, cảnh sát đã rút súng lục bắn hai phát vào đầu cô ta. Tất Lệ Mai chết ở tuổi 22, dùng sinh mạng của mình để bồi đắp cho linh hồn của Tưởng Lai Nghĩa. Theo báo cáo trước đó, Tất Lệ Mai là một cô gái xinh đẹp có tiếng ở trong vùng. Nhưng vì nhà khó khăn, cô phải nghỉ học ngay khi học hết cấp 2. Năm 2003, Tất Lệ Mai mở một viện thẩm mỹ và có quan hệ yêu đương với nạn nhân, Tưởng Lai Nghĩa. Về phía Tưởng Lai Nghĩa, anh là cậu con trai duy nhất của nhà họ Tưởng. Mẹ Tưởng Lai Nghĩa là người khó mang thai nên anh là niềm hy vọng, niềm tự hào và là tất cả của bố mẹ mình. Khi đó thì để con trai mình được đi học đại học, cha Tưởng Lai Nghĩa đã bán cả nhà đi. Sau này khi biết Tưởng Lai Nghĩa yêu được Tất Lệ Mai, vợ chồng họ Tưởng thực sự vui mừng, luôn thúc giục Tưởng Lai Nghĩa rước Tất Lệ Mai về làm con dâu mình. Tuy nhiên, sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn từ bé, Tất Lệ Mai đã sớm hình thành một tính thực dụng trong con người mình. Cô gặp được một người đàn ông giàu có hơn là Kim Vạn Nguyên nên muốn chia tay với Tưởng Lai Nghĩa. Tưởng Lai Nghĩa đau khổ, tìm mọi cách để níu kéo mối tình này, khiến Tất Lệ Mai cảm thấy phiền phức. Ngày 23 tháng 6 năm 2004, Tất Lệ Mai hẹn Tưởng Lai Nghĩa ra một ngọn núi bên ngoài thành phố với lý do. Cô đã nghĩ thông suốt rồi, Kim Vạn Nguyên ngoài có tiền ra thì mọi mặt đều kém xa Tưởng Lai Nghĩa. Tưởng Lai Nghĩa nghe xong vui mừng khôn xiết, liền tức tốc đến gặp người yêu. Tất Lệ Mai nói muốn leo núi cùng với Tưởng Lai Nghĩa,
để hâm nóng lại tình cảm như xưa. Nạn nhân cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi leo được gần lên đến đỉnh núi, Tất Lệ Mai đưa cho người yêu một lon coca. Sau khi uống xong, Tưởng Lai Nghĩa tử vong, bên trong lon nước đã bị Tất Lệ Mai bỏ thuốc độc. Sau đó, nữ sát nhân vứt xác của Tưởng Lai Nghĩa xuống chân núi. Ngày 8 tháng 7 năm 2004, thi thể của Tưởng Lai Nghĩa được phát hiện trong tình trạng bị gãy nhiều xương, đang phân hủy mạnh. Sau khi khoanh vùng các mối quan hệ để điều tra, cảnh sát đưa Tất Lệ Mai vào danh sách nghi phạm. Tuy nhiên lúc đó, nữ sát nhân đã cao chạy xa bay. Song Tất Lệ Mai không phải là một tên sát thủ chuyên nghiệp nên sơ hở ắt sẽ có. Trước khi chạy trốn, cô đã mượn Kim Vạn Nguyên 200.000 nhân dân tệ để đi Quảng Châu tham gia một khóa học về làm đẹp. Cảnh sát nhanh chóng truy tìm danh sách chuyến bay. Họ phát hiện ra Tất Lệ Mai không đi Quảng Châu mà đi Thâm Quyến, sẽ đi ra nước ngoài vài ngày sau đó. Trước khi đi, Tất Lệ Mai có gọi điện cho cha mẹ nên cơ quan chức năng đã nhanh chóng định vị được nơi Tất Lệ Mai trốn trước khi kịp bay sang nước ngoài. Ngày 28 tháng 12 năm 2004, Tất Lệ Mai bị kết án tử hình. Bản án được thi hành vào hôm 1 tháng 4 năm 2009. Lệ Mai kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 22. Trong lịch sử tội phạm Trung Quốc hiện đại, có không ít trường hợp tử tù là phụ nữ. Thậm chí là có những người còn là đại mỹ nhân, từng khiến cho trái tim bao chàng trai phải xao xuyến khôn nguôi. Và trong số những nữ tử tù xinh đẹp ấy, không thể không kể đến Đào Tĩnh, bóng hồng si tình sẵn sàng chết để bảo vệ ông trùm buôn lậu ma túy khét tiếng mà mình chót đem lòng yêu thương. Đào Tĩnh sinh năm 1971 tại Vân Nam, Trung Quốc, trong một gia đình có 3 người con. Năm Đào Tĩnh lên 8, bố mẹ cô ta ly dị vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Khi ấy, người anh trai và chị gái ruột của Đào Tĩnh, lớn hơn cô tới mười mấy tuổi, đều đã lập gia đình riêng. Sau biến cố gia đình, Đào Tĩnh chuyển đến Bắc Kinh sinh sống cùng với chị gái và anh rể. Tuy cuộc sống của cô ta không đến mức phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng vì thiếu thốn sự quan tâm dạy dỗ của bố mẹ, Đào Tĩnh đã bắt đầu sa ngã từ năm 13 tuổi. Độ tuổi ẩm ương rất cần sự định hướng của người lớn. Đào Tĩnh kết giao với một đám bạn hư hỏng, không thích học mà chỉ ham chơi, hút thuốc, uống rượu và đánh nhau để lấy số má. Thậm chí là cô ta còn đi chơi thâu đêm suốt sáng cùng với các chiến hữu của mình. Sau khi chật vật học hết cấp 3, Đào Tĩnh thi trượt đại học. Người anh rể tốt bụng bỏ tiền đầu tư cho cô ta mở một cửa hàng cắt tóc gội đầu nho nhỏ. Có lẽ vì vẻ đẹp động lòng người của Đào Tĩnh, rất nhiều kẻ vô công rồi nghề đã tìm tới giao lưu với cô chủ xinh xắn. Vốn luôn thích tỏ ra nghĩa khí, Đào Tĩnh đã dần kết thân với các nhóm đàn anh đàn chị trong vùng. Và rồi sao quả tạ của cô ta đã nhanh chóng tìm đến bên người đẹp. Đó là một gã đàn ông họ Dương, chuyên gieo rắc cái chết trắng. Gã bạn trai tội phạm luôn rót vào tai Đào Tĩnh cách làm giàu nhanh chóng mà lại dễ dàng của mình. Chịu sự ảnh hưởng của hắn, cô gái trẻ đã quyết định quay về Vân Nam để xây dựng sự nghiệp buôn bán ma túy, thứ mà cô ta biết rõ mười mươi là có thể đưa mình vào vòng lao lý bất cứ lúc nào. Giống như bao kẻ buôn bán ma túy khác, một khi đã nhúng chàm thì rất khó lòng để rút chân ra được. Đào Tĩnh ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi cùng với những cuộc giao dịch tình tiền bất chính. Cô ta và một số ông trùm ma túy ở nước ngoài cùng nhau thiết lập mạng lưới kinh doanh cái chết trắng. Để công việc thuận lợi hơn, Đào Tĩnh đã cặp kè với rất nhiều đại ca xã hội đen và bị gã tình nhân họ Dương thâm độc ép phải đặt vòng tránh thai. Cô ta không hề biết rằng mình đã trở thành công cụ đắc lực của hắn. Không chỉ sai người tình đi gây dựng quan hệ, gã đàn ông đầy mưu mô ấy còn nhiều lần ép Đào Tĩnh phải giấu ma túy vào trong đồ lót để có thể qua mặt lực lượng chức năng. Trước đó cặp đôi này đã ngầm đưa ra một giao ước, nếu chẳng may một trong hai người bị bắt thì sống chết cũng không được khai ra danh tính của đối phương. Và thực tế đã chứng minh rằng Đào Tĩnh là một người phụ nữ cực kỳ biết giữ chữ tín. Cô ta dùng chính sinh mệnh của mình để hoàn thành lời nguyện thề với người yêu. Tuy cặp đôi đã sử dụng những phương pháp vô cùng tinh vi để vận chuyển ma túy, nhưng hành động của chúng không thể thoát khỏi tầm mắt của các chiến sĩ cảnh sát.
Năm 1992, trong một lần hành nghề, Đào Tĩnh không may xa lưới pháp luật. Khi ở trong trại giam chờ ngày xét xử, cô ta được các nhà chức trách khuyên nhủ hãy thành thật khai báo để được hưởng sự khoan hồng. Thậm chí cơ quan công an còn khẳng định chỉ cần Đào Tĩnh lấy công chuộc tội bằng cách khai ra kẻ đứng đầu đường dây buôn bán ma túy, cô ta sẽ được miễn tội tử hình. Dẫu vậy, Đào Tĩnh vẫn một mực giữ vững sự trượng nghĩa cùng với tình cảm của mình dành cho gã bạn trai tội phạm. Cô ta kiên quyết không chịu khai nhận sự thật và tự đẩy mình vào chỗ chết. Tháng 7 năm 1991, Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Vân Nam đã tuyên án tử hình dành cho Đào Tĩnh, can tội buôn bán trái phép chất ma túy. Trong buổi xét xử ấy, cùng với sự tuyên án tử hình với cô ta, còn có 27 kẻ phạm tội khác. Ngày 28 tháng 10 năm 1991, Đào Tĩnh bị đưa ra pháp trường xử tử. Trước ngày thi hành án, cô ta chỉ có một mong muốn duy nhất là được tháo vòng tránh thai đặt trong người ra và đã nhanh chóng được tại nguyện. Khi gặp người thân lần cuối, Đào Tĩnh đã cứng rắn nhắc nhở anh trai mình rằng không được khóc. Tuy nhiên, lúc quay sang nhìn gương mặt đau khổ của mẹ mình, cô ta lập tức òa khóc nức nở. Trước khi bị xử tử, Đào Tĩnh chỉ kịp để lại một mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủi: mẹ yêu quý của con. Cuộc đời của nữ tử tù được mệnh danh là xinh đẹp nhất Trung Quốc kết thúc ở tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất của một người con gái sắc nước hương trời như cô ta. Đào Tĩnh đã trở thành nữ phạm nhân trẻ tuổi nhất bị kết án tử trong lịch sử tội phạm Trung Quốc hiện đại kể từ năm 1949. Âu cũng chỉ vì một chữ tình. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.